Linh cảm của bạn rất đúng. Bạn biết rõ ràng đó là một cơ hội lớn hay là cái bẫy có tính toán. Bạn nhìn thấu tâm can tất cả những người xung quanh bạn, không chỉ là những lời nói hành động họ thể hiện trên bề mặt, mà bạn biết rõ ràng ý định sâu xa của người đó là tích cực hoặc tiêu cực. Cho nên bạn không bị chi phối, tâm trí của bạn không bị chướng ngại khi họ dẫn dụ bạn bằng những thế lực vật chất hoặc là những điều hoa mỹ trên bề mặt. Bạn luôn có sự chuẩn bị kịp thời. Nhờ sự cẩn thận này, bạn đã tránh xa mọi tai ương trong cuộc sống. Cách ứng biến của bạn rất tài tình, khiến những người xung quanh rất kinh ngạc về bạn, bởi vì họ không nghĩ rằng bạn có thể đưa ra lựa chọn một cách nhanh chóng và quyết đoán đến như vậy. Đây là sức mạnh tâm linh của bạn. Bạn có thể sử dụng nó không chỉ làm lợi lạc cho chính mình, mà còn giúp đỡ những người xung quanh. Những ai ở gần bạn, lắng nghe bạn một cách tích cực, có thể tránh xa mọi tai ương trong cuộc sống, mà còn có thể dễ dàng đạt được ước nguyện của mình. Hãy tin tưởng trao dồi năng lực này bằng việc thực hành sống trong chánh niệm và trao dồi lòng từ bi của bạn. Thế giới rất cần người giống như bạn, vô số phước lành đến với bạn.